Trong buổi tập huấn ngày hôm nay thì Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ hướng dẫn cho bạn đọc cách tìm kiếm và khai thác các nguồn tài liệu điện tử ở trên thư viện điện tử của trường. Vậy thì thư viện điện tử của trường là gì? Thư viện điện tử là cái cổng thông tin mà có địa chỉ tại lib.huflix.edu.vn. Thì nó là thư viện điện tử tại vì bên cạnh cái thư viện truyền thống, thư viện vật lý ở tại tầng 2 của tòa nhà thư viện á, nơi có lưu giữ những cái loại sách, báo, tạp chí hoặc là các loại hình quả lồng lồng văn, thì bạn đọc hoàn toàn có thể sử dụng những cái nguồn tài nguyên số, tài nguyên điện tử thông qua cổng thông tin điện tử mà các bạn đang thấy ở trên màn hình ở đây. Vì nó là tài nguyên số, tài nguyên điện tử thì bạn đọc không cần phải đến trực tiếp tại thư viện mới có thể dùng được, mà có thể là truy cập và sử dụng từ xa thông qua thông qua cái tài khoản bạn đọc của thư viện. Thì mình vừa nói đến cái tài khoản bạn đọc, thì tài khoản bạn đọc đối với sinh viên thì ở đây mình sẽ thấy là ở bên góc phải của cái website của thư viện thì sẽ có phần đăng nhập ở đây. Thì đối với sinh viên, thông tin đăng nhập, tên đăng nhập thì sẽ là mã sinh viên của các bạn và mật khẩu. Thì thường là đầu năm học, lúc mấy bạn vậy mang vào nhập học á, thì sẽ được cung cấp một cái mật khẩu mặc định thông qua cái email của mình. Hoặc là những bạn nào mà chưa có tài khoản thư viện thì đã cung cấp thông tin về tên, mã sinh viên, email cho thư viện để thư viện tạo tài khoản bổ sung và kích hoạt tài khoản á. Thì bạn nhớ để ý cái email của mình để mà nhận cái thông tin về thông tin đăng nhập đó. Thì khi mẹ bạn kiểm tra email thì mẹ bạn lấy thông tin trên đó, nhập cái mật khẩu được cấp lần đầu. Sau đó thì mình sẽ vào đổi mật khẩu để có thể dễ nhớ hơn. Đối với học viên, các học và giảng viên thì tên đăng nhập là một cái mã số bất kỳ mà được cấp khi mà mình đăng ký mở tài khoản. Thì bước đầu tiên để mình có thể sử dụng thư viện điện tử, truy cập các nguồn tài nguyên điện tử thì mình sẽ cần phải đăng nhập khi mình vào cái website. Ví dụ ở đây đăng nhập bằng cái tài khoản của mình trước. Thì sau khi mình đăng nhập vào thì tên của mình thì nó đã hiện ở cái góc phải ở đây, đúng không ạ? Thì tài nguyên điện tử của thư viện mà mấy bạn có thể truy cập và sử dụng từ xa thì sẽ bao gồm những cái thông tin là những cái nguồn tài nguyên nào. Thì bạn sẽ quan tâm đến ở trên cái website của thư viện này có rất là nhiều cái mục, và cái mục mình sẽ cần quan tâm đó là cái mục tài liệu điện tử. Thì tài liệu điện tử hiện có của thư viện á, thì bao gồm các nguồn sau đây. Thứ nhất là mình có các cái ebook mà thư viện đã mua, bao gồm cả ebook tiếng Việt và ebook tiếng Anh, cơ sở dữ liệu điện tử, các cái nguồn tạp chí điện tử mà thư viện giới thiệu đến cho bạn đọc, ebook tiếng Anh và tài liệu nội sinh số hóa. Tài liệu nội sinh có nghĩa là những cái luận án, luận văn, khóa luận và các cái báo cáo nghiên cứu khoa học mà do sinh viên, học viên và giảng viên trong trường mình đã tạo ra và được số hóa để lưu trữ trên kho tài nguyên của thư viện. Thì ngoài việc là mình tham gia các cái buổi tập huấn của thư viện để hiểu được các cái bước để có thể truy cập và sử dụng những cái nguồn tài nguyên điện tử, thì có một cái nguồn thông tin mà ở trên website của thư viện mà các bạn đọc cũng có thể chủ động để tìm kiếm để có thêm thông tin về hướng dẫn, đó là cái phần hỗ trợ này này. Thì khi mình vào cái website của thư viện và mình đến như mục hỗ trợ thì trong đó thư viện đã tập hợp và thống kê lại tất cả những cái tài liệu hướng dẫn cũng như là các cái video hướng dẫn ở trên kênh YouTube của thư viện á, thì mấy bạn hoàn toàn có thể vào đấy để chủ động xem thêm các cái hướng dẫn khác trong quá trình mình sử dụng các cái nguồn tài nguyên tại thư viện, trong đó có cả những cái nguồn tài nguyên điện tử cũng như là tài nguyên giấy. Thì như mình vừa mới giới thiệu thì mình có các cái nguồn tài nguyên điện tử ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cách mà có thể tìm kiếm tài nguyên điện tử, tìm kiếm và sử dụng tài nguyên điện tử từ các cái căn của thư viện. Thì cái nguồn đầu tiên mà mọi người có thể thấy ở đấy á,
thì mình thấy là các cái ebook tiếng Việt này, ebook tiếng Anh, khi mình kích vào thì sẽ có cái thông tin hiển thị rồi. Ebook tiếng Việt thì sẽ phù hợp với những bạn ở khóa tiếng Trung hay khóa Việt năm học á, tại vì là ở trên này có rất là nhiều cái sách mình có thể đọc để xây dựng cái cơ sở lý luận cho cái phần đề tài của mình chẳng hạn. Rất là nhiều sách liên quan đến văn hóa, văn học và du lịch. Thì chỉ cần mình kích vào cái đường link ở trên trang chủ của thư viện thì mình sẽ dẫn được đến cái link cái kho sách điện tử đó. Nguồn thứ hai của mình á, đó là các cái ebook tiếng Anh. Ebook tiếng Anh ở dưới này thì cũng có nhiều cái loại ebook khác nhau. Thay vì mình đọc sách giấy ở trên thư viện thì bên cạnh những sách giấy thì thư viện cũng có mua thêm sách ebook từ nhiều cái nhà xuất bản khác nhau, như là của Gale hay là Pearson hay là VitaSource chẳng hạn. Thì khi kích vào những cái link này á, thì mình sẽ được dẫn đến cái trang của nhà cung cấp những cái sách điện tử này. Để có thể biết được mật khẩu xem những cái ebook này á, thì bạn đọc trước tiên là phải đăng nhập vào cái trang của cái tài khoản của mình ở trên trang thư viện này. Khi mình đến mục hỗ trợ á, thì sẽ có cái phần hướng dẫn truy cập các nguồn tài liệu điện tử, và trong đó thì có cái mật khẩu để có thể truy cập vào những cái trang này. Vì cái thông tin này là thông tin bảo mật và chỉ được sử dụng cho bạn đọc ở trong trường, nên mình sẽ không tiện có nói ra trên cái video này. Thì bạn đọc có thể là đăng nhập vào để lấy cái thông tin mật khẩu. Thì khi mình nhập cái mật khẩu vào đấy á, thì nó sẽ dẫn đến cho mình một cái bộ sưu tập gọi là Gale ebooks này. Trên đó thì số lượng sách ebook cũng vài chục cuốn thôi, nhưng mà đôi khi cũng sẽ cần cho những ai mà muốn tìm kiếm những cái sách mà mình có thể đọc từ xa mà liên quan những chủ đề như là về giáo dục hay là ngôn ngữ hay là văn hóa chẳng hạn, thì những cái sách này thì mình cũng có thể hoàn toàn là tự đọc ở nhà được. Được chưa? Nhất là những cái sách mà liên quan đến việc ứng dụng công nghệ ở trong dạy học á, thì mình có thể là đọc ở đây. Thì đây là cái nguồn sách tiếng Anh của Kiao ebooks. Một cái nguồn nữa thì là sách ebook của Pearson. Thì khi mình click vào cái link của Pearson á, thì nó cũng dẫn ra cái thông tin về đăng nhập này. Thì mình cũng cần lấy cái thông tin đăng nhập ở trên cái phần hỗ trợ đó để mình có thể là đăng nhập và xem, đúng không? Thì cái phần ebook này á, thì cô giới thiệu sơ qua thôi, tại vì là những bạn nào có thực sự có nhu cầu muốn đọc thêm sách về những cái chủ đề khác nhau mà không muốn phải lên thư viện á, thì mình có thể là tham khảo thêm những cái nguồn sách ebook đó. Còn cái phần chính trong cái buổi tập huấn ngày hôm nay á, vẫn là những nguồn tài liệu điện tử mà liên quan đến cái lĩnh vực là nghiên cứu khoa học, thì sẽ bao gồm là những cái nguồn điện tử từ các cơ sở dữ liệu điện tử này, các cái tạp chí điện tử. Trong buổi tập huấn hôm nay á, thì mình giới thiệu đến hai cái tạp chí điện tử mà gần gũi nhất. Một cái á, là tạp chí về ngôn ngữ văn văn hóa của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế của trường mình luôn. Trong đó có rất là nhiều các cái xuất bản của các giảng viên trong trường cũng như là những giảng viên ở những trường đại học khác ở trên cả nước mà liên quan đến lĩnh vực là ngôn ngữ và văn hóa. Một tạp chí nữa đó là tạp chí khoa học của Đại học Huế, tạp chí của Đại học Huế. Thì mình sẽ quan tâm đến cái tạp chí về khoa học xã hội và nhân văn ấy. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xem cái phần tạp chí điện tử này trước đi. Dù ở đấy thì khi mình mấy bạn lưu ý là mình sẽ kích vào cái mũi tên màu xanh ở đây này, thì nó sẽ chỉ xuống là có hai cái tạp chí nhỏ, đó là tạp chí khoa học của Đại học Huế và tạp chí ngôn ngữ và văn hóa. Thì bây giờ khi mình kích vào tạp chí khoa học Đại học Huế thì nó sẽ dẫn cho mình ra đến cái trang chủ của tạp chí của Đại học Huế ở đấy. Mình có thể chọn tiếng Việt hoặc là tiếng Anh, chuyển đổi cái phần ngôn ngữ góc bên trái này để cho tiện theo dõi. Tạp chí khoa học của Đại học Huế thì nó bao gồm nhiều nhánh nhỏ, như là
tạp chí về khoa học về tự nhiên hay là xã hội và nhân văn hay là khoa học kỹ thuật thì giống thế. Thì trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa và giáo dục của mình á, thì các bạn sẽ quan tâm đến cái tạp chí khoa học xã hội và nhân văn này, Huế University Journal of Science, Social Sciences and Humanities, đúng không? Thì mình sẽ click vào đấy để xem những cái số mà đã được xuất bản của cái tạp chí này. Thì khi mình click vào á, thì nó sẽ hiển thị dưới dạng là danh mục những cái bài báo được xuất bản và người ta sắp xếp theo trật tự về thời gian, có nghĩa những bài nào mà vừa được đăng vừa được cập nhật lên hệ thống á, thì nó sẽ hiển thị đầu tiên. Thì nó sẽ như thế này. Nếu mình muốn xem thêm á, thì mấy bạn có thể bấm vào cái phần là View All Issues này. Nhưng để cho chủ động á, thì mình hoàn toàn có thể chủ động tìm kiếm. Thì ở trên này á, trên thanh tìm kiếm này mình có cái chữ search, đúng không? Thì khi mình bấm vào đấy á, thì nó sẽ hiển thị ra các cái thông số tìm kiếm. Ví dụ như tìm kiếm theo từ khóa này, tìm kiếm theo tác giả này, hay là tìm kiếm theo cái phần thời gian. Thời gian ở đây thì người ta nói là xuất bản sau cái thời điểm nào đó hoặc là xuất bản trước cái thời điểm nào đó chẳng hạn. Ví dụ như là ở cái tạp chí khoa học và xã hội và nhân văn của Đại học Huế á, thì người ta xuất bản cả bằng tiếng Việt cả bằng tiếng Anh, nên là khi mình đánh phần tìm kiếm á, thì mình hoàn toàn có thể tìm kiếm theo từ khóa tiếng Việt hay là từ khóa tiếng Anh chẳng hạn. Ví dụ như là những bạn ở khóa tiếng Anh mà đang những bạn ở khóa tiếng Anh hoặc là những học viên các học học những ngành tiếng Anh của trường á, thì tìm kiếm về những cái đề tài mà trong đó có chứa từ khóa liên quan đến tiếng Anh, English chẳng hạn, thì mình thử mình có thể là gõ cái từ khóa vào đấy, bấm thử chữ search, thì nó sẽ ra danh mục những cái bài báo mà trong đó có chứa cái keyword là English, đúng không? Thì mình sẽ list ra rất là nhiều như thế này. Mình có thể lưỡng và chọn những cái đề tài nào mà mình quan tâm. Ví dụ như ở đây là có cái đề tài liên quan đến là ESL teachers ability to use mobile technology in their English teaching. Cái năng lực sử dụng công nghệ của giáo viên ở trong lớp học tiếng Anh, đúng không? Mình quan tâm đến chủ đề này. Thì khi mình click vào á, thì mình sẽ thấy được cái phần abstract, những cái keywords và cái phần danh mục tài liệu tham khảo của cái bài đăng này, cũng như là cái file PDF để mình có thể là xem toàn văn. Đúng không? Đây. Thì thông thường khi mình tìm kiếm các cái tài liệu á, thì mình hãy đọc trước cái phần abstract, vì đó là cái phần mà tóm tắt những cái điểm chính nhất liên quan đến tài liệu đó. Người ta nghiên cứu về cái gì, người ta nghiên cứu về đối tượng nào, phương pháp nghiên cứu của người ta là gì, và những cái kết quả nổi bật, những cái kết quả chính mà người ta tìm ra được là gì, đúng không? Thì khi mình click vào cái dòng chữ PDF á, thì người ta hoàn toàn có thể cho mình xem toàn văn và mình có thể tải về máy để lưu lại để đọc. Thì đây là cái đầu tiên liên quan đến việc là mình tìm kiếm trên tạp chí của Đại học Huế. Hoặc là mình thử tìm kiếm một từ khóa tiếng Việt, ví dụ như là mình thử ghi chữ đọc hiểu đi, đúng không? Kỹ năng đọc hiểu chẳng hạn, mình bấm thử search xem nó có ra không. Để thì người ta có cho ra cho mình những cái nghiên cứu mà trong đó có chữ từ khóa liên quan đến đọc, kỹ năng đọc, đúng không? Ví dụ như là những chiến lược đọc này mà sinh viên không chuyên người ta áp dụng này, hay là những cái hình thức mà giúp để dạy kỹ năng đọc hiểu trên lớp này. Đó thì mình click vào những cái thông tin đó để xem là cái nghiên cứu đó nó có sát với cái đề tài mình đang làm hay là không. Ngoài ra thì mình có thể xem là người ta đang có thể là tìm kiếm theo tên tác giả. Mình thử gõ xem là khi mình click vào tên tác giả thì nó có ra hay là không. Ví dụ như là
Ở trường mình á, là có cô Lê Phạm Hoài Hướng, là cô hay có nhiều bài báo được đăng mà liên quan đến phần phương pháp giảng dạy. Thì mình thử là tên kho của tạp chí Đại học Huế thì có không, thì mình có thể gọi tên vào. Thì ở đây nó bảo là không có, hoặc là cô Phan Thị Thanh Thảo không, thì mình cứ gọi thử xem những cái tác giả mình muốn quan tâm thì mình sẽ là có bài của họ trên đó hay là không. Ví dụ như là khi mình gọi từ khóa theo tác giả thì nó có xuất hiện ra đây đấy, đúng không? Thì đó là cái cách thứ nhất mình có thể tìm kiếm trên tạp chí khoa học của Đại học Huế, là một tạp chí uy tín và cũng rất là gần với cái bối cảnh nghiên cứu của chúng ta. Tạp chí thứ hai là tạp chí ngôn ngữ và văn hóa, là tạp chí của trường mình, đúng không? Thì tất cả những cái bài viết mà liên quan đến việc giảng dạy ngôn ngữ, giảng dạy văn hóa, giảng dạy ngoại ngữ của giảng viên trong trường, hay là những giảng viên tại những cái trường cũng có giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa, học học viên cao học thì họ vẫn có thể gửi bài lên đây để được đăng. Thì khi mình click vào cái đường link mà thư viện đã liên kết ở đấy, thì mình thấy là nó dẫn đến cái trang tạp chí khoa học ngôn ngữ văn hóa của trường mình, giao diện ở trên màn hình ở đây. Khi mình click vào thì nó sẽ hiển thị ra những cái số mới nhất. Thì thông thường một số là nó có thể có từ 8 đến 10 bài, bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh, đúng không? Thì ví dụ như đây cái số mới nhất là số 3 phát hành vào năm 2021, thì sẽ bao gồm những cái bài báo ở đây. Nếu như mình muốn tìm thêm những cái bài báo khác ở trên tạp chí khoa học của trường mình ở cả năm khác, thì ở trên cái trang, trên cái giao diện này, mọi người sẽ đến cái mục là Archives này, có nghĩa là những cái lịch sử mà người ta đã xuất bản trước đó, đúng không? Ví dụ như khi mình kích vào cái mục Archive này á, thì nó sẽ xuất hiện ra là những cái số, những cái tập mà đã xuất hiện, đã được xuất bản vào những năm trước. Ví dụ như là năm 2021 á, thì có 3 số, năm 2020 cũng có 3 số. Mình quan tâm đến những cái số nào thì mình click vào đó để xem là trong những cái số đã được xuất bản, lấy bối cảnh có thể là nghiên cứu ở trường mình chẳng hạn, thì đã có những cái nghiên cứu nào đã được thực hiện rồi, đã được xuất bản trên tạp chí này rồi, thì mình cũng có thể click vào. Ví dụ như là mình đang xem cái tạp chí tập 4 số 3 của năm 2020, thì trong đó có nhiều cái nghiên cứu ở đây. Dù mình quan tâm đến cái nghiên cứu về về chiến lược học kỹ năng nói môn tiếng Anh của sinh viên không chuyên Đại học Huế chẳng hạn, của tác giả là Phạm Trần Thúy Anh. Thì mình click vào cái đường link và mình xem ở đây, thì người ta cũng sẽ có cái phần abstract, phần tóm tắt những cái keywords, danh mục tài liệu tham khảo, và mình cũng sẽ có cái PDF, file PDF để mình có thể xem và tải về đọc kỹ hơn về cái nghiên cứu đó. Thử mở một cái bài khảo thử sai phá lúc này là bị lỗi này. Một nghiên cứu khác về các cái chiến lược học của sinh viên. Hay là một nghiên cứu về những bạn mà quan tâm đến cái
những cái ngành đào tạo khóa tiếng Trung hoặc là cái ngành bậc học là thạc sĩ ngôn ngữ Trung á, thì mình có thể quan tâm đến nghiên cứu liên quan đến tiếng Trung đó ha, thì mình có thể là tìm hiểu những cái tác giả này. Tôi nghĩ là tạm thời cái hệ thống đang đang có bị lỗi đó, những cái file PDF nó không có hiện ra được, nên khi mình bạn có thể xem lại á thì mình thấy là nó sẽ xuất hiện ra và mình có thể tải về. Thì đó là hai cái nguồn tạp chí mà gọi là local, có nghĩa là nó xuất phát từ trường mình và trong hệ thống Đại học Huế, thì là hai nguồn tạp chí mình có thể xem trước. Ngoài ra thì việc mà khi mình làm một cái nghiên cứu khoa học á và phải viết cái phần cơ sở lý luận á, thì mình phải đọc rất là nhiều những cái bài báo khoa học xuất bản trên những cái tạp chí khác nhau đúng không? Thì thông thường cái thói quen của mình đó là mình hay tìm trên Google và cụ thể là Google Scholar. Ngoài ra thì mình có thể là tìm kiếm nó từ trên những cái cơ sở dữ liệu điện tử mà uy tín hơn. Thì trường mình được cấp quyền sử dụng hai cơ sở dữ liệu quốc tế, đó là cơ sở dữ liệu Science Direct và cơ sở dữ liệu Progress Central. Ngoài ra là có thêm một phần nữa là cơ sở dữ liệu tiếng Việt. Cái phần cơ sở dữ liệu tiếng Việt á, có kích vào đây, là tập hợp những cái công trình nghiên cứu khoa học mà được công bố, cái này là của toàn quốc đúng không? Lúc này là mình có tạp chí của Đại học Huế này, tạp chí của trường mình này, tạp chí của Đại học Huế này. Bây giờ mình có cái kho xuất bản những cái ấn phẩm về khoa học công nghệ mà của quốc gia luôn, có nghĩa là mình cũng sẽ tìm hiểu xem là trên cả nước, bối cảnh ở cả nước mình thì người ta đã có những cái công trình nào, tìm nghiên cứu về những cái lĩnh vực mà mình quan tâm rồi. Thì mình sẽ kích vào cái phần là cơ sở dữ liệu tiếng Việt để nó sẽ dẫn mình đến cái trang của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia ở đây đúng không? Thì trên này thì mình có thể tìm kiếm ở cơ sở dữ liệu công bố khoa học và công nghệ quốc gia hay là các cái báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, hai cái này là một thôi. Thì khi mình click vào cái phần mà cơ sở dữ liệu công bố khoa học công nghệ Việt Nam đấy thì nó sẽ dẫn mình đến cái trang chính là đây, hệ thống thông tin khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu công bố khoa học và công nghệ Việt Nam. Thì cái này là tập hợp những cái công trình khoa học mà đã được công bố trên khắp cả nước, nó sẽ thuộc rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì mình thấy là trong một cái kho tài liệu mà đa ngành và nhiều công trình như thế này, thì khi mình tìm kiếm có những cái giới hạn lại thì cái kết quả tìm kiếm nó sẽ chính xác hơn. Thì ví dụ như trong này mình có thể giới hạn lại những cái thông tin mà xuất hiện ở đây, mình giới hạn là theo năm. Ví dụ như mình chỉ muốn quan tâm là năm xuất bản là trong năm 2022 hoặc là năm 2021 hoặc là một năm bất kỳ nào đó, mình bấm vào cái phần xem thêm này để kích chọn vào cái năm mình đúng không? Ngoài ra mình cũng có thể giới hạn một phần tìm kiếm của mình theo lĩnh vực. Ví dụ như những ngành đào tạo của trường mình đó, thì sẽ thiên về khoa học xã hội và khoa học nhân văn. Thì mình có thể là kích chọn vào hai cái lĩnh vực là khoa học xã hội, khoa học nhân văn, kết hợp thêm là cái năm xuất bản là như thế nào nữa, thì mình sẽ click vào ví dụ như là mới nhất là năm 2022. Ngoài ra để cho cái phần tìm kiếm là được chính xác hơn thì mình cũng có thể là nhập thêm cái từ khóa tìm kiếm nữa đúng không? Ví dụ như là mình đang muốn làm đề tài gì đó mình liên quan đến việc giảng dạy tiếng Anh và mình lại quan tâm đến những đề tài mà trong cái đề tài đó có chứa cái từ khóa là tiếng Anh chẳng hạn, thì mình có thể nhập cái phần từ khóa vào đấy kèm thêm cái lọc cái phần tìm kiếm đó là trong cái danh mục khoa học xã hội hoặc nhân văn thôi, mình bấm tìm kiếm thì nó sẽ ra những công trình khoa học đến những cái tạp chí khoa học khác nhau đúng không, và liên quan đến cái đề tài mà mình đang muốn tìm hiểu. Thì trong trường hợp mà khi mình viết, mình phải viết cái phần cơ sở lý luận trong cái nghiên cứu của mình á, thì thường là mình phải vừa dẫn ra những công trình nghiên cứu ở quốc tế mà đồng thời cũng phải dẫn ra những công trình nghiên cứu ở Việt Nam nữa đúng không? Thì mình có thể là sử dụng cái nguồn cơ sở dữ liệu tiếng Việt để xem là ở Việt Nam mình thì người ta đã nghiên cứu cái vấn đề đó như thế nào rồi.
Thì trong những cái phần ở đây thì mình thấy là nó có đầy đủ thông tin về tên của đề tài. Tên đề tài vừa bằng tiếng Việt vừa bằng tiếng Anh luôn. Tên của tác giả. Đúng không? Tác giả của bài đó là ai? À, bài đó được đăng ở trên tạp chí nào? Ví dụ như là bài này là đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ của trường Đại học Duy Tân, xuất bản năm 2022. À, bài này nó sẽ xuất hiện từ trang 46 đến trang 56. Ví dụ như thế. Thì mình sẽ, nếu mình quan tâm đến một cái bài nào đó cụ thể, thì mình có thể click vào cái phần là xem toàn văn. Thì nó sẽ dẫn mình đến cái bài toàn văn của cái bài đó, và mình có thể là tải về. Đúng không? Thì đây là cái kho tạp chí mà nó có rất là từ nhiều tạp chí khác nhau ở trên cả nước. Bên cạnh là mình tham khảo từ tạp chí khoa học của Đại học Huế, mình hoàn toàn có thể tải những cái file này về lưu trên máy để có thể đọc sau. Ngoài ra thì mình cũng có thể là tìm kiếm theo những cái lĩnh vực như là ngôn ngữ về văn và văn hóa chẳng hạn, đúng không? Mình thử tìm kiếm theo từ khóa là văn hóa đi để xem là nó có thể ra không. Thì nó cũng cũng ra những cái từ khóa có chữ ở trong này và những cái công trình mà người ta đã liên quan đến cái phần văn hóa đó. Hoặc là mình thử là kỹ năng nói. Ví dụ những bạn mà làm đề tài liên quan đến kỹ năng nói chẳng hạn, thì thử gõ cái từ khóa đó xem nó có ra không. Đây thì người ta vẫn có ra đúng không, vì là nghiên cứu việc áp dụng các nguyên tắc về hình thức và trình bày nội dung trong trong chương trình học phần kỹ năng nói tiếng Anh năm này, và sự lo lắng của sinh viên đối với kỹ năng nói này. Thì mình thấy là đây là những cái công trình khoa học mà ở những cái trường đại học khác mà cũng có giảng dạy tiếng Anh giống như trường mình chẳng hạn, thì người ta đã nghiên cứu về những cái vấn đề đó như thế nào, thì mình hoàn toàn có thể tìm và đọc, và mình có thể tham khảo rất là nhiều cái nguồn tạp chí khác nhau. Thì đây là cái cơ sở dữ liệu bằng tiếng Việt mà các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cho cái đề tài của mình. Được chưa? Thì mình nhắc lại này, em có thể tìm kiếm theo năm xuất bản, tìm kiếm theo lĩnh vực, trong đó mình tập trung vào lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn, và em gõ vào đấy cái phần từ khóa mà liên quan đến đề tài của mình và bấm tìm kiếm, thì nó sẽ xuất hiện ra những cái công trình nghiên cứu mà mình muốn xem cái nào. Thì mình có thể là bấm xem toàn văn và tải về máy để có thể lưu trữ lại đọc kỹ hơn. Tiếp theo là hai cái cơ sở dữ liệu quốc tế. Hai cái cơ sở dữ liệu này thì thứ nhất là bao gồm cơ sở dữ liệu là SciDirect, là một cái cơ sở dữ liệu quốc tế rất là uy tín và nổi tiếng. Thì khi mình bấm vào cái link của SciDirect ở trên cái trang thông tin của thư viện á, thì nó sẽ dẫn mình đến cái trang của SciDirect, đúng không? Thường á, thì nếu như mình không được cấp quyền truy cập thì mình không thể xem được toàn văn của các công trình nghiên cứu ở trên những cái cơ sở dữ liệu này. À, nên là nếu mình truy cập qua cái cổng thông tin của thư viện á, đúng không? Thì cái quyền truy cập của mình sẽ được nhiều hơn. Khi đến cái trang cơ sở dữ liệu của SciDirect thì mình có thể là tìm kiếm những cái bài báo tạp chí hoặc là những cái chương sách mà uy tín, tại vì nó đã có peer review, có nghĩa là đã được phản biện rồi, phản biện kín rồi, đúng không? Thì đảm bảo cái phần chất lượng. Thì trên này mình có thể tìm kiếm theo cái từ khóa liên quan đến đề tài của mình. Mình tìm kiếm theo tên của tác giả. Mình có thể tìm kiếm theo cái tên tạp chí hoặc là cái số bất kỳ. Thì thông thường mình hay tìm kiếm nhất là tìm kiếm theo từ khóa những cái đề tài mà nó liên quan đến cái đề tài của mình. Ví dụ như là mình thử tìm kiếm với cái từ khóa là blended learning. Nhập blended learning vào hình thức học tập kết hợp, bấm nút tìm kiếm, thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái bài báo từ những cái tạp chí khác nhau.
mà có nghiên cứu liên quan đến cái phần là blended learning chẳng hạn, đúng không? Thì mình thấy là thông thường á, thì kết quả trả lại cho mình á, thì sẽ là có tên của cái bài báo đó này, cái tên tạp chí này, và năm xuất bản này, tên tác giả này, đúng không? Và mình có cái phần là view PDF, có nghĩa là mình được xem toàn văn của cái tạp chí đó, xem toàn văn của bài báo đó. Thì trong đây nó bao gồm cả rất là nhiều công trình nghiên cứu khác nhau của các tác giả quốc tế. Mình cũng có thể tìm thấy những cái bài báo của những cái tác giả Việt Nam mà đã được xuất bản quốc tế, ví dụ như là cái bài này chẳng hạn. Thì khi mình click vào đấy, bấm nút là View PDF, thì nó sẽ dẫn mình ra đến cái trang này, và trong đó thì có bài báo toàn văn. Mình có thể là cũng tải về được, lưu vào máy để có thể đọc, tìm hiểu về những cái nghiên cứu mà người ta đã làm trước đây. Chắc hoặc là mình nghiên cứu về cái lĩnh vực liên quan đến kỹ năng thực hành tiếng chẳng hạn, ví dụ như cô gọi là listening, comprehension, đọc nghe hiểu, kỹ năng nghe hiểu. Bấm nút tìm kiếm hoặc là mình click enter thì nó sẽ ra những cái bài báo mà nó liên quan đến cái phần là những nghiên cứu mà đã làm về cái lĩnh vực nghe hiểu này chẳng hạn. Khi em tìm kiếm từ chỉnh những cái kho dữ cơ sở dữ liệu điện tử á, thì cái kết quả nó trả về thì nó sẽ uy tín và mang tính học thuật hơn so với việc là mình chỉ tìm kiếm ở trên Google thôi á, hoặc là cô gọi về phần reading skills chẳng hạn, thì nó sẽ cũng sẽ hiển thị ra những cái phần ứng dụng, những cái bài báo mà liên quan đến việc là kỹ năng đọc ở trong tiếng Anh chẳng hạn. Đúng không? Kỹ năng đọc tiếng Anh gọi là ESL, thì nó sẽ ra cụ thể hơn. Nói chung là cái từ khóa của mình nó càng cụ thể á, thì cái kết quả trả lại thì nó càng sát với cái nhu cầu tìm kiếm của mình hơn. Hoặc là mình đang tìm hiểu về LMS, hệ thống quản lý học tập chẳng hạn, thì khi em gọi LMS lên và bấm nút tìm kiếm thì nó cũng sẽ chữa ra những cái bài báo mà có liên quan đến LMS. Hoặc là mình gọi ra là Learning Management System thì nó ra rất là nhiều. Ha. Thì đây là cách tìm kiếm đến Science Direct. Tìm kiếm bằng từ khóa là cách tìm kiếm đơn giản nhất, và nó mang lại đa dạng các loại kết quả, và từ đó là mình có thể chọn lọc ra những cái mình cần. Thì đây là cách tìm kiếm tài liệu trên cơ sở dữ liệu Science Direct, và lưu ý là mình click vào cái link của Science Direct từ trên cổng thông tin của thư viện để nó có thể dẫn mình đến đúng cái link mà đã được cấp quyền truy cập. Cơ sở dữ liệu quốc tế thứ hai đó là cơ sở dữ liệu của ProQuest Central. Đây, cơ sở dữ liệu ProQuest Central. Thì một điểm đặc biệt của cơ sở dữ liệu ProQuest Central đó là người ta chỉ cấp quyền cho mình truy cập theo mạng nội bộ, có nghĩa là bắt buộc là em phải sử dụng hệ thống mạng ở trong thư viện á, thì mới có thể được cấp quyền truy cập. Còn nếu như mình truy cập ở nhà, truy cập từ xa thì sẽ bị hạn chế. Thì đây người ta nói là access provided by Huế University, có nghĩa là Đại học Huế mua quyền truy cập và phân phối cái quyền truy cập đó đến từng trường, và chỉ giới hạn là được truy cập trong cái không gian của thư viện thôi. Thì điều đó có nghĩa là hoặc là em có thể sử dụng hệ thống máy tính ở trong thư viện khi em muốn tìm kiếm trên ProQuest Central, hoặc là vẫn có thể sử dụng laptop cá nhân nhưng mà phải đăng nhập vào hệ thống wifi của thư viện. Mình có thể ngồi ở tầng 1 hay là một không gian bất kỳ nào đó, miễn sao là mình có thể access vào cái hệ thống mạng của trường, của thư viện, của tòa nhà thư viện, thì mình có thể sử dụng cái ProQuest Central này. Nó khá là hạn chế ở cái mặt đó, nhưng mà ProQuest Central cũng là một cái kho tìm kiếm uy tín, rất là nhiều cái tạp chí hoặc là những cái sách, chương sách khác nhau. Thì khi mình đã truy cập được vào cái trang chủ của ProQuest Central thì cách tìm kiếm đơn giản nhất của mình vẫn là tìm kiếm theo từ khóa như thế này.
Ví dụ như mình đang muốn tìm kiếm về một cái nghiên cứu gì đó về về lĩnh vực văn hóa đi chẳng hạn, không thì mình cứ bấm cái từ khóa, bấm nút tìm kiếm thì nó sẽ ra cho mình rất là nhiều cái nguồn khác nhau, có thể là một cái bài báo, một cái cuốn sách về cái văn hóa đó, và nó cũng sẽ cho mình có thể là xem được văn văn. Hoặc là mình nhỏ gọi từ khóa khác liên quan đến cái phần kỹ năng việc chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ trả về cho mình những cái công trình nghiên cứu, cái tài liệu mà nó sẽ liên quan đến cái việc giảng dạy kỹ năng việc chẳng hạn. Ví dụ ở đây có một công trình có tên là tìm hiểu về tác động của lớp học đảo ngược lên cái việc là những cái khía cạnh khác nhau của phần viết, đúng không? Mình có thể click vào đấy để xem những cái thông tin liên quan đến công trình nghiên cứu này. Hoặc là một công trình ở đấy chẳng hạn. Ở bên này á, thì sẽ có cái phần full text hoặc là full text dạng PDF, nghĩa là mình sẽ có thể là xem nó dưới dạng file PDF và mình tải nó về, đúng không? Thì mình cũng bấm nút download ra đấy để có thể lưu cái tài liệu này về máy để có thể đọc. Hoặc là những bạn mà học về những làm những cái bài liên quan đến ngôn ngữ so sánh đối chiếu, hoặc là học viên có học của ngành so sánh đối chiếu chẳng hạn, thì mình có thể tìm kiếm những cái từ khóa mà liên quan đến cái phần so sánh đối chiếu. Ví dụ như mình tìm thử cái từ là discourse, có nghĩa là đây người ta sẽ nói về những cái nghiên cứu mà có chứa cái từ khóa là discourse vào trong đó chẳng hạn. Thì mình cũng có thể hoàn toàn là xem và tải những cái tài liệu này về lưu vào máy để mình có thể đọc sau. Đó. Thì đấy là cách mình có thể tìm kiếm từ trên cái cơ sở dữ liệu là ProQuest Central. ProQuest Central thì nó có đa dạng những nguồn tài liệu hơn. Người ta có thể hiển thị ra là những cái bài báo khoa học này, sách này, những tài liệu nghe nhìn dễ dàng audio hoặc là video, những cái khóa luận luận văn, hoặc là những cái bài báo trên các cái tờ báo quốc tế chẳng hạn. Thì cái nguồn nó đa dạng hơn so với Science Direct. Thì đó, mình có thể là nhập cái từ khóa mà mình mong muốn, cái đề tài mà mình định làm thì nó chứa những cái từ khóa nào, những cái keywords nào, thì mình sẽ nhập vào những cái thành công cụ tìm kiếm để nó trả về cho mình những cái kết quả mà mình có thể tham khảo, để dựa trên đó mình viết cái phần cơ sở lý luận cho các cái công trình nghiên cứu của mình. Thì vừa rồi thì mình mới vừa nói qua cái phần là tạp chí điện tử và cơ sở dữ liệu điện tử, thì đó là hai cái nguồn tìm kiếm mà nó vừa mang tính gọi nghĩa là cục bộ, là mình sẽ tìm ở những cái tài liệu của tạp chí của trường mình, tạp chí của Đại học Huế, những cái tạp chí ở những trường đại học khác trên cả nước, cũng như là những cái cơ sở dữ liệu quốc tế, cái kho lưu trữ quốc tế luôn á, mình có nhiều nguồn đó. Bây giờ mình sẽ đi qua một cái nguồn tài liệu khác mà nó cũng rất là hữu ích cho cái phần nghiên cứu của đối tượng là sinh viên, học viên có học hoặc là giảng viên. Đó chính là phần tài liệu nội dung số hóa. Và mình nghĩ là cái phần này là cũng là cái phần mà nhiều người quan tâm nhất. Tài liệu nội dung số hóa của thư viện mình đang lưu trữ thì bao gồm bốn loại hình tài liệu chính sau đây. Bao gồm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên và báo cáo nghiên cứu khoa học. Thì trong phần báo cáo nghiên cứu khoa học này thì có cả báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên và giảng viên, và báo cáo nghiên cứu khoa học các cấp cao hơn của giảng viên của trường mình làm. Thì
cái đặc điểm chung của cái phần mà luận văn, luận án, khóa luận và cả nghiên cứu khoa học này đó là nó sẽ có cả cái bản cứng ở trên thư viện, những cái cuốn màu đỏ mà mình hay thấy những cái sách trên thư viện á, và mình có thể xem nó dưới dạng bản mềm ha. Bản cứng và thư viện thì mình không không được mượn về mà mình chỉ được đọc tại chỗ thôi. Bản mềm á thì muốn xem được những cái tài liệu này thì mình bắt buộc là phải có tài khoản thư viện, phải đăng nhập vào mới xem được. Và nữa là mình không được tải về, không cho quyền download để đảm bảo là cái tính bản quyền của nó. Thế thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu với cái phần khóa luận đi. Thì cái này là nhiều bạn sinh viên quan tâm. Khóa luận là năm tư, sinh viên năm tư sẽ phải làm để một phần trong cái chương trình học để tốt nghiệp, đúng không? Khi mình click vào cái mục khóa luận ở đấy thì nó sẽ dẫn ra cho mình cái khóa luận xuất hiện ở đây. Thì mình thấy là nó xuất hiện ra rất là nhiều và nó xuất hiện theo cái thứ tự, đó là những cái nào mà được cập nhật, mới được cập nhật hoặc là mới được nộp lên cho thư viện chẳng hạn, thì nó sẽ xuất hiện trước và nó sẽ giảm dần về cái mặt thời gian. Thì mình có thể là tìm kiếm từ trong kho này, đọc hết tất cả những cái khóa luận mà hiện có để mình tìm xem là những khóa luận nào là liên quan đến đề tài mình làm. Mình sẽ click vào đó để xem. Đó là mình sẽ xem toàn bộ cái bộ sưu tập này, đúng không? Ngoài ra thì để cho cái phần tìm kiếm khóa luận nó sát hơn thì mình có thể là giới hạn cái phần tìm kiếm của mình lại. Trong cái phần giới hạn tìm kiếm này á thì mọi người có thể tìm kiếm cho mình theo những cái hướng sau đây. Thứ nhất là tìm kiếm theo từ khóa, có nghĩa là cái đề tài của mình liên quan đến cái nội dung gì thì mình sẽ muốn tìm kiếm những đề tài liên quan đến nội dung đó thôi, đúng không? Thứ hai, mình có thể tìm kiếm theo năm, có nghĩa là ví dụ như mình đang muốn xem những cái khóa luận tốt nghiệp của sinh viên mà đã tốt nghiệp năm 2021 hoặc là năm 2020 thì mình sẽ giới hạn cái phần tìm kiếm của mình lại. Mình cũng có thể tìm kiếm theo tác giả, có nghĩa là mình đang muốn tìm cái khóa luận cụ thể của một sinh viên nào đó hoặc là một giảng viên nào đó hướng dẫn thì mình gõ luôn cái tên của người đó vào ô tìm kiếm thì nó vẫn được. Mình cũng có thể tìm kiếm khóa luận tốt nghiệp theo khóa, ví dụ như là mình là sinh viên khoa tiếng Trung hoặc là mình là sinh viên khoa tiếng Anh thì mình chỉ muốn xem những cái khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khoa mình thôi, chứ mình không muốn xem toàn bộ những cái khóa luận, thì mình cũng có thể là tìm kiếm theo khóa nữa. Vậy thì bây giờ để mà có thể là giới hạn cái phần tìm kiếm của mình theo những cái cách tìm kiếm như thế thì ở bên cái thanh công cụ bên trái của màn hình thì mình sẽ bấm vào cái phần là tìm theo từ khóa. Trong phần tìm theo từ khóa thì ở đây mình đang tìm trong bộ sưu tập là khóa luận, đúng không? Mình đang tìm những cái tài liệu mà có bản mềm. Bây giờ trong cái ô tìm kiếm thứ hai ở dưới đây này thì mình thấy sẽ có nhiều dạng, có tìm hiểu tìm theo cái nhãn đề này, tìm theo tác giả, chủ đề, môn học, năm xuất bản, mọi trường, ví dụ như thế. Thì như lúc nãy mình nói là thứ nhất là mình có thể tìm kiếm theo năm. Ví dụ như mình muốn tìm kiếm những cái khóa luận tốt nghiệp mà xuất bản năm 2021 thì bên cái ô bên cạnh thì mình gõ cái từ khóa là 2021 vào, bấm nút tìm kiếm thì nó sẽ giới hạn lại tất cả những cái tài liệu nào mà những cái khóa luận nào mà được nộp và được làm vào năm 2021 á, của sinh viên trường mình thì sẽ hiện ra đây, đúng không? Ngoài ra thì mình cũng có thể là tìm kiếm tài liệu theo khóa. Thì khi mà tìm kiếm tài liệu theo khóa thì mọi người nhớ ở phần này là mình bấm chữ mọi trường này. Thì để tìm kiếm cái khóa luận theo khóa thì mình có các cái mã của các khóa. Ví dụ như khóa tiếng Anh á thì mã của mình là TA gạch chéo khóa luận, đúng không? Thì TA có nghĩa là cái tắt của tiếng Anh á, cái L là cái tắt của khóa luận, đúng không? TA gạch chéo khóa luận thì mình sẽ bấm tìm kiếm.
thì tất cả những cái khóa luận nào của khóa tiếng Anh thì nó sẽ hiện ra đây hết. Mình cũng có thể kết hợp thử xem, ví dụ như của khóa tiếng Anh vào năm 2021 đó, thì nó sẽ giới hạn hơn. Dưới năm ngoái là chỉ có kết quả là 16 cái khóa luận của khóa tiếng Anh nộp lên thôi đó, thì mình sẽ giới hạn hơn. Ký hiệu của khóa tiếng Anh là TA này, của khóa tiếng Pháp là TP gạch chéo khóa luận, thì mình gọi là TP gạch chéo khóa luận kết hợp với thêm là năm 2021, thì nó sẽ ra những cái nội dung như thế này, nó sẽ giới hạn lại hơn. Khóa tiếng Trung ký hiệu là TTR gạch chéo khóa luận, đúng không? Khóa tiếng Nhật thì ký hiệu sẽ là TNH gạch chéo khóa luận. Khóa Nhật năm ngoái là không có này. Năm 2020 thử xem. 2020 thì có một bạn là Lam này. Khóa tiếng Hàn thì ký hiệu là TH khóa luận. Và mình muốn tìm kiếm vào năm 2020, hoặc là bây giờ mình muốn theo năm nữa, mình chỉ muốn quan tâm là khóa tiếng Hàn đã có những bạn nào làm khóa luận và đó là những đề tài nào, thì mình cứ bấm gõ từ khóa là TH gạch chéo KL thì nó sẽ xuất hiện ra những cái khóa luận của các sinh viên khóa tiếng Hàn. Tiếng Nga thì ký hiệu sẽ là TNG cũng gạch chéo khóa luận, thì mình bấm thì những bạn nào học khóa tiếng Nga thì sẽ quan tâm đến những cái đề tài của khóa tiếng Nga thôi, đúng không? Và những bạn nào học khóa Việt Nam học thì mình cũng gọi cái từ khóa là TV, TV là viết tắt của tiếng Việt khóa luận, thì em tìm kiếm ra thì nó sẽ ra những cái như thế này. Những bạn ở khóa quốc tế học á, thì mình làm theo tiếng Anh, đúng không? Làm theo tiếng Anh thì khi em tìm kiếm thì em cũng tìm kiếm theo cái mã là TA là chéo khóa luận, thì đó là mình có thể tìm kiếm theo khóa của mình. Rồi lúc này là mình đã tìm kiếm theo năm này, mình tìm kiếm theo theo khóa rồi này. Mình cũng có thể thử tìm kiếm theo cái tác giả hướng dẫn, ví dụ như là mình muốn tìm một cái khóa luận mà trước đấy của khóa tiếng Anh mà có sự hướng dẫn của cô Trần Thị Thu Sương, thì mình thử gọi cái tên của cái người hướng dẫn, hoặc là em nhớ được tên của một bạn sinh viên nào đã từng làm thì em có thể là click vào đây. Thì mình cứ gọi nhập tên tác giả vào thì mình thấy là nó sẽ hiện thì ra cụ thể với cái người hướng dẫn hoặc là cái tên sinh viên đó không. Ví dụ như là mình thử xem một bài. Một bài sinh viên năm ngoái đã tốt nghiệp đúng không? Thì là mình muốn xem cái khóa luận tốt nghiệp của bạn đó. Đây, thì mình gọi đúng cái tên của người đó vào thì nó sẽ xuất hiện cụ thể cái bài của cái người đó luôn. Đúng không? Thì đó là mình tìm kiếm theo năm, tìm kiếm theo khóa, tìm kiếm theo tên tác giả. Bây giờ có một loại tìm kiếm đơn giản nhất nữa, đó là tìm kiếm theo chủ đề, theo từ khóa. Ví dụ như mình đang muốn làm một cái đề tài mà liên quan đến cái kỹ năng đọc cho sinh viên, thì bây giờ những cái từ khóa của mình là đọc hiểu này, kỹ năng đọc này, reading skills này, thì mình sẽ gọi những cái từ khóa đó và nó sẽ nói trường reading skills, thì mình bấm vào đấy thì nó không hiển thị bất kỳ biểu kỳ nào, có nghĩa là không có kết quả, đúng không? Hoặc là mình gọi là đọc hiểu, mình bấm thì nó sẽ ra một số công trình ở đây là ở khoa tiếng tiếng Pháp và khoa tiếng Trung, đúng không? Thì chứng tỏ là cái việc nghiên cứu về kỹ năng đọc hiểu, ví dụ những bài ở khoa tiếng Anh chẳng hạn, mình gọi là reading skills mà nó không hề ra, thì có nghĩa là cũng chưa có cái khóa luận nào làm về cái mạng này cả. Mình có thể là thực hiện cái đề tài đó bằng mới mẹ chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là cũng là cái khóa luận mình muốn tìm hiểu xem là
đã có ai làm về cái phần writing skills chưa, thì mình gọi vào, thì mình thấy là chưa có ai cả, ví dụ như thế. Thì đó cũng là một cách để mình biết là đề tài đó đã có ai làm hay là chưa, đúng không? Đó thì là, đó là cách em tìm kiếm theo cái chủ đề mà em quan tâm. Đó là cô gọi cái từ khóa là du lịch chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ ra những cái tài liệu nào mà có làm rồi. Ví dụ như là đây, ở đây là khoa tiếng Pháp có rất là nhiều này, đúng không? Những cái công trình này, văn hóa, nó không ra, nó không có. Thì mình nói chung là em cứ nhập cái từ khóa vào và mình sẽ tìm kiếm xem là những cái đề tài nào đã làm về những cái chủ đề đó rồi, những đề tài nào thì chưa làm, để mình có thể là tìm hiểu kỹ hơn về những cái bối cảnh nghiên cứu trước của sinh viên. Hoặc là mình cũng có thể tham khảo cái cách mà họ làm khóa luận, xem là họ cái cấu trúc của bài của cái phần khóa luận thì gồm bao nhiêu phần, phần nào thì họ viết cái gì, cũng là một cách để mình có thể tham khảo. Bây giờ sau khi mình đã bấm những cái từ khóa và những cái cách để tìm kiếm khác nhau rồi, và ra được cái phần tư loại của, ra được cái tài liệu mình cần tìm rồi, thì mình sẽ click vào cái tên tài liệu đó, thì nó sẽ dẫn mình đến cái trang này, những cái thông tin về tài liệu đó trong cái hệ thống tài nguyên của thư viện. Mình sẽ bấm vào mục tài liệu số, nó là cái phần đỏ đỏ ở đây này. Thì mình bấm vào cái phần tài liệu số thì có nghĩa là mình sẽ xem được nó trực tiếp. Thì khi mình bấm vào cái phần tài liệu số thì nó sẽ dẫn mình đến, nó sẽ dẫn mình đến cái trang mà trong đó người ta để xác thực người dùng. Và lưu ý là khi mà mình muốn xem được những tài liệu này bắt buộc mình phải đăng nhập nhé. Còn nếu trước đó mình chưa đăng nhập mà mình tìm kiếm, thì tới cái bước mà mình muốn xem thì người ta cũng yêu cầu mình đăng nhập. Vì như thế nên là cái tay khóa bạn đọc mà rất là quan trọng. Mình bấm nút đồng ý thì nó sẽ dẫn mình đến cái toàn văn của cái nghiên cứu đó, cái khóa luận đó. Bên này thì có thể là xem theo các cái chương, ví dụ như là mình muốn quan tâm đến cái chương literature review thôi. Mình muốn xem cái chương cơ sở lý luận bạn đã viết như thế nào thôi. Thì mình có thể là chọn xem bên trang đó thôi. Mình sẽ thể đọc rất là tiện lợi, đúng không? Và lưu ý là mình không được tải về, mình chỉ được đọc trực tuyến thôi. Thì đó, đó là cái mình có thể là tìm kiếm và xem từ khó khóa luận của trường. Thì đối với những cái nguồn tài liệu khác như là luận văn, luận án hay là báo cáo nghiên cứu khoa học, thì những cái lần tìm kiếm nó cũng tương đương. Bây giờ mình thử là xem cái phần báo cáo nghiên cứu khoa học. Thì khi mình click vào cái mục là báo cáo nghiên cứu khoa học thì nó cũng dẫn mình đến cái bộ sưu tập là báo cáo nghiên cứu khoa học. Thì trong này nó cũng sẽ xuất hiện là rất là nhiều. Thường là báo cáo nghiên cứu khoa học của cấp trường mình á, hoặc là cấp đại học Huế á, thì cũng là hoàn toàn làm bằng tiếng Việt thôi. Nên là nó rất thuận tiện trong phần mình đọc. Thì mình có cả kho ở đấy, có rất là nhiều cái tài liệu ở đấy. Mình có thể là xem hết những cái báo cáo nghiên cứu khoa học này của sinh viên các năm trước hoặc là của giảng viên để xem họ làm như thế nào về cái đề tài mình quan tâm. Hoặc là bây giờ mình cũng có thể là bắt đầu tìm kiếm những cái bước mà mình làm lúc này đối với cái phần khóa luận. Có nghĩa là em có thể tìm theo theo năm. Có nghĩa là mình muốn xem những cái báo cáo nghiên cứu khoa học của năm 2021 thôi. Thì mình bấm 2021 vào. Thì chưa có cái đề tài nào được tải lên hệ thống cả, đúng không? Thì nó sẽ không hiện ra. Mình có thể là quay về năm 2020. Thì cũng đang không có xuất hiện ở đấy, thì mình thấy là nó đang không cho phép mình tìm kiếm theo dạng năm như thế này.
thì mình thử qua dạng tìm kiếm theo tên tác giả chẳng hạn, ví dụ như là cô thử tìm xem là những cái công trình nghiên cứu của cô nó có lưu ở trên này không. Cô gọi tên tác, từ cô gọi tên tác giả. Thì có, ví dụ như cô có hai cái bài nghiên cứu khoa học thì nó có xuất hiện ở đấy, đúng không? Vào năm 2017 và 2019. Hoặc là mình cũng có thể tìm kiếm theo cái từ khóa, ví dụ như là cô quan tâm đến cái phần speaking skills chẳng hạn, speaking skills, xem là có ai, mình sẽ tìm ở mọi trường hết, mình sẽ xem là có ai đã từng làm nghiên cứu về cái mạng này chưa, thì thế là chưa, đúng không? Hoặc là mình có thể gọi bằng tiếng Việt đi. Vì vì các cái báo cáo nghiên cứu khoa học là hoàn toàn làm bằng tiếng Việt hết á. Vì cô gọi thử là kỹ phần kỹ năng nói thì nó sẽ ra kết quả nhiều hơn đấy, đúng không? Kỹ năng nói tiếng Pháp này, dùng TED Talks để phát triển kỹ năng nói này. Đây, kỹ năng nói cho sinh viên này rất là nhiều. Thử kỹ năng phát để xem, kỹ năng nghe thử. Kỹ năng nghe nó cũng đã rất là nhiều, đúng không? Kỹ năng viết. Đây, thì em thấy là đối với báo cáo nghiên cứu khoa học á, thì em nên tìm kiếm từ khóa bằng tiếng Việt nhé. Tại vì là tất cả những cái báo cáo nghiên cứu khoa học này thì đều làm bằng tiếng Việt cả đó. Thì đó là phần báo cáo nghiên cứu khoa học. Đấy chứ? Mình có thể tìm kiếm theo tên tác giả, đó là cái từ khóa này. Cái nguồn tài nguyên cụ tiếp nữa thì rất là phù hợp với các anh chị học viên có học của các ngành phương pháp giảng dạy hoặc là ngôn ngữ so sánh đối chiếu ở trường, thì mình sẽ xem vào cái kho tài liệu là luận văn của trường. Đối với cái kho luận văn á, thì mình có thể tìm kiếm theo, thứ nhất là theo năm này ha, mình có thể tìm kiếm theo năm. Ví dụ như là mình muốn xem luận văn của năm 2021 thì mình chọn năm xuất bản, năm 2021 thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái luận văn thạc sĩ đã được xuất bản vào năm 2021 hoặc là năm 2020 chẳng hạn. Thì đối với luận văn mình có thể tìm kiếm theo năm. Đối với luận văn mình cũng có thể tìm kiếm theo ngành. Thì hiện tại ở các ngành cao học của trường mình đó, thì mình đang có là lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đúng không? Và ngôn ngữ so sánh đối chiếu. Thì nếu như mình quan tâm đến cái phần luận văn, mình có thể bấm tìm kiếm theo mọi trường này. Đối với những học viên cao học ngành lý luận phương pháp giảng dạy á, thì mọi người có thể kết hợp cái từ khóa là phương pháp giảng dạy trong cái phần tìm kiếm. Thì mình bấm như thế này, với cái từ khóa là phương pháp giảng dạy thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái kết quả của học viên có học của ngành này đã làm trước đây. Đúng không? Mình có rất là nhiều đây. Tương tự với ngành so sánh đối chiếu thì cái từ khóa tìm kiếm của mình đó là ngôn ngữ đối chiếu NNDC. Mình bấm thử tìm kiếm thì nó sẽ ra những cái kết quả như thế này của học viên các học trường mình của ngành so sánh ngôn ngữ so sánh đối chiếu đã từng làm trước đây. Mình cũng có thể kết hợp tìm kiếm luận văn thạc sĩ theo ngành học kết hợp với năm. Ví dụ như là mình muốn xem là học viên ngành ngôn ngữ so sánh đối chiếu năm 2021 đó, là họ đã làm những cái đề tài gì, thì mình kết hợp ở cả hai cái trường tìm kiếm này thì mình thấy là năm ngoái cũng có, đúng không? Phương pháp giảng dạy chẳng hạn năm 2021 thì xem có không. Phương pháp giảng dạy 2021
Thì khi mình gõ vào thì mình đợi cái kết quả trả về. Vào lại, cô vào lại. Phương pháp giảng dạy 2021 này. Tìm kiếm này. Đây là năm xuất sản. Thì hiện tại là nó đã cũng đang không có mang lại kết quả. Mình thử giảm cái năm luôn. Đã không có thì là để cô check lại cái phần thông tin này thì hiện tại là đang chỉ mình kết hợp cả hai loại thì đang gặp vấn đề thì kết quả cả về là hẳn hiện ra nhưng mà các cô ở thư viện thì đang bổ sung thêm cái phần tìm kiếm đó thì sau cái phần mình xem cái video này thì cô nghĩ là cái chức năng tìm kiếm mà kết hợp vừa theo ngành vừa theo nắm thì nó có thể trở nên hiệu quả rồi. Thì đó thì tiếp theo là mình có thể tìm kiếm các luận văn thạc sĩ nhưng mà theo dạng là tìm theo cái chủ đề cái từ khóa đúng không? Ví dụ như là mình muốn tìm kiếm xem là có những đề tài luận văn nào mà liên quan đến ESL Classrooms các lớp học tiếng Anh ấy chẳng hạn, mình thử xem mình gõ vào thì mình thấy là người ta sẽ ra trả lại cho mình những cái kết quả ở trong đó có chữ là ESL, có chữ là classroom hoặc là cái reading comprehension đọc hiểu. Thì mình bấm nút tìm kiếm. Thì nó cũng sẽ trả về cho mình những tên của những đề tài luận văn mà đã có từng làm về cái chủ đề là reading comprehension. Thì khi cũng tương tự như cái lần tìm kiếm trước, sau khi mình đã tìm ra những cái thông tin của những tài liệu mà mình quan tâm rồi, thì để xem chúng, thì mình sẽ click vào tên tài liệu đó. Ở cái phần tài liệu số, mình cũng click vào, bấm đồng ý. Mình bấm đồng ý để có thể là xem cái bảng này. Mình cũng có thể là xem nó theo các cái chương. Ví dụ như là mình cũng quan tâm đến cái chương Literature Review thôi. Bấm phóng to lên. Và đọc kỹ những nội dung người ta đã viết ở trên đó. Thì đó là những cái cách tìm kiếm ở trong cái kho tài liệu nội sinh số hóa. Đơn giản là mình cứ đến cái phần tài liệu nội sinh số hóa, click vào cái kho tài nguyên mà mình muốn tìm kiếm, gõ từ khóa mình cần tìm, hoặc là tìm kiếm theo năm, hoặc là như cái luận văn thạc sĩ thì có tìm kiếm được theo ngành học là ngành phương pháp giảng dạy, là ngôn ngữ đối chiếu. Còn khóa luận tốt nghiệp á, thì mình có thể tìm kiếm theo khóa theo những cái hướng dẫn như cô nói lúc này đó. Thì đó là những cái cách mà mình có thể tìm kiếm từ những cái kho tài liệu điện tử, có nghĩa là mình hoàn toàn là không cần bắt buộc phải tới thư viện mà có thể là tự tìm kiếm ở trên cái trang website của thư viện và sẽ xem những cái tài liệu đó để phục vụ cho cái phần học tập hoặc là làm nghiên cứu của mình. Thì nghiên cứu đề tài cấp trường, nghiên cứu đề tài cấp đại học Huế, làm khóa luận tốt nghiệp hay là luận văn thạc sĩ, hoặc thậm chí đối với những môn học mà trong đó mình phải làm tiểu luận chẳng hạn, thì người ta cũng có yêu cầu mình là phải nghiên cứu nhiều cái loại tài liệu khác nhau để có thể là viết bài tiểu luận chẳng hạn. Thì mọi người hoàn toàn có thể là sử dụng những cái thông tin đó, những cái hướng dẫn đó để có thể là khai thác những nguồn tài liệu điện tử mà uy tín và nó liên quan trực tiếp đến đề tài của mình. Thì những cái công cụ này, những cái nguồn tài liệu này nó uy tín hơn
và nó cái kết quả trả về á, thì nó cũng liên quan mật thiết hơn với cái ngành học của mình tại trường mình. Thì nó sẽ có lợi hơn so với việc là mình chỉ tìm kiếm trên Google, vì Google nó cho mình rất là nhiều cái loại thông tin khác nhau. Nhưng mà khi mình làm nghiên cứu khoa học thì mình phải tìm kiếm những cái tài liệu học thuật từ những cái nguồn học thuật uy tín, đúng không ạ? Ngoài việc mình nhận mình làm một lần nữa là ngoài việc xem những cái video tập huấn, thì bất kỳ khi nào mình gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc là tìm kiếm và khai thác tài liệu điện tử tại trường, thì mọi người cứ vào cái trang website của thư viện có địa chỉ là lib.khuflix.edu.vn đến cái phần hỗ trợ và xem kỹ hơn những cái phần hướng dẫn mà cả bộ thư viện đã soạn và cập nhật ở trên này. Ngoài ra thì cả bộ thư viện cũng có thể là tiếp nhận những thắc mắc và để giải đáp kịp thời cho học viên có học hoặc là sinh viên hoặc là giảng viên thông qua địa chỉ email của thư viện dhnn@ttv.huế.edu.vn hoặc là trang Facebook của thư viện có địa chỉ là huflix.library. Thì bất kỳ khi nào có thắc mắc thì các bạn sinh viên, những anh chị học viên hoặc là giảng viên hoàn toàn có thể liên hệ với cán bộ thư viện để được hỗ trợ kịp thời. Thì trên đây là những cái nội dung chính mà mình muốn hướng dẫn mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay liên quan đến việc là tìm kiếm những cái nguồn tài liệu điện tử uy tín để phục vụ cho mục đích chính của mình đó là nghiên cứu khoa học. Thì đó là những cái nội dung chính mà mình muốn trình bày. Không biết là mọi người có thắc mắc nào thì mình có thể gửi câu hỏi ở cái phần phần chat để mình có thể hướng dẫn thêm này.